quân thần đồng với sự tài trợ của công ty thông tin di động TMS Vodafone, chương trình chúng ta với tên gọi Quyền Nam Super. Chúng ta cùng đến với hai quân đầu tiên chương trình, đó là bạn Tiến Trung và bạn Quang Trung. Chào bạn. Chào bạn. Xin chào bạn Tiết Nhung. Bạn đây là một sinh viên và bạn có nói trong tờ đăng ký của mình là bạn luôn luôn sợ là lúc mà bạn không có người thân thì bạn về bên cạnh. Tại sao bạn lại sợ những điều đó? Dạ, tại vì lúc đó em cảm thấy rất là cô đơn. Cô đơn lắm? Dạ, sợ hãi lắm. Không có ai ở gần mình á. Tức là bạn luôn luôn thích chỗ đám đông đúng không ạ? Dạ. Và khi mình được hòa vào trong đám đông thì bạn có đọc được suy nghĩ của nhiều người không? Dạ có, một ít ạ. Ví dụ như bây giờ không phải đám đông mà là có ba người thôi, tôi và bạn Quang Trung đây, thì bạn có để đọc được suy nghĩ của bạn Quang Trung cũng như là tôi không ạ? Dạ, chắc là bạn Quang Trung cũng muốn chiến thắng trong trò chơi này giống em ạ. Wow. Thế còn tôi đang nghĩ gì đúng không? Khó quá, để đó, để mình đi vô trong rồi mình nói tiếp ha. Dạ. Xin chào bạn Quang Trung. Được biết bạn đang là sinh viên của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Bạn đang học ở khoa nào ạ? Dạ thưa anh Minh, là em học bên khoa diễn viên. Khoa diễn viên? Dạ. Diễn viên cải lương hay là diễn viên kịch điện ảnh? Dạ em học bên khoa diễn viên điện ảnh ạ. Khoa diễn viên điện ảnh? Dạ. Bạn đã từng đóng phim chưa? Dạ em đã từng đóng, nhưng mà đóng chỉ quần chúng thôi anh ạ. Được biết là cái việc làm liều lĩnh nhất của bạn là thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Tại sao là bạn cho là cái việc đó liều lĩnh nhất? Dạ thưa anh, là bởi vì em nghĩ đó là một cái liều lĩnh nhất đó. Tại vì em quan niệm thi vào trường Cao đẳng Sân khấu là cần có một cái năng khiếu rất là chuẩn và tốt để có thể lọt vào trường Cao đẳng Sân khấu. Mà em khi bắt đầu đăng ký hồ sơ thì em rất là lo, là sợ mình không được đậu vào trường. Nhưng mà cái điều đó không còn lo ngại nữa khi em đã đậu vào trường. Dạ. Thì chắc chắn bạn sẽ là một diễn viên nổi tiếng trong tương lai. Xin cảm ơn bạn. Các bạn biết không, khi đến với cuộc chơi hôm nay thì các bạn không cần phải có nhiều kiến thức, mà các bạn chỉ cần tự tin đọc được suy nghĩ của nhiều người thì bạn sẽ là người chiến thắng. Mời hai bạn đến với vòng 1 của Quyền Năng Summer. Đầu tiên, mời các bạn đến với câu hỏi số 1. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận nhất trả lời yếu tố quyết định để có được một cuộc hôn nhân bền vững là tình yêu? 10 giây bắt đầu. Còn bao nhiêu ạ? Dạ 80% ạ. 80%. Còn bà Quang Trung? Theo em nghĩ là khoảng 85%. 85%. Và chúng ta kết nhau ở đó. Bạn Tiến Nhung, bạn nghĩ sao một cuộc hôn nhân thì có cần đến tình yêu không ạ? Dạ rất cần đến tình yêu ạ. Thế còn bà Quang Trung? Em cũng vậy ạ. Một cuộc hôn nhân thì rất cần đến sự cái tình yêu, nhưng mà không ngoại lệ, và không ngoại lệ khấu trừ nên những cái hoàn cảnh đặc biệt khác ạ. Được biết là trong cái tờ khai đăng ký chương trình đó thì bạn có nói là quyết định nặng nề nhất của mình đã từng làm là chia tay với người yêu. Tại sao bạn lại có quyết định đó ạ? Dạ thưa anh, đó là cũng lâu rồi ạ. Tại vì cái chuyện đó xảy ra vào lúc mà em học phổ thông, mới từng học trò thôi ạ. Bởi vì khi ra trường, khi tốt nghiệp thì bọn em mới cách xa nhau, bởi vì bạn ấy phải đi ra nước ngoài ạ. Vậy hả? Dạ. Và hy vọng là bạn ấy xem được chương trình này sẽ quay trở về và kết hôn với bạn. Chúng ta cùng nhau xem đáp án của chúng tôi là bao nhiêu nhé. Và bạn Quang Trung chọn 85%, bạn Tiến Nhung chọn 80%, và con số của chúng tôi khảo sát được đó chính là bao nhiêu đây ạ? Bạn Nhung nghĩ bao nhiêu? Dạ 80%. 80. Và 72%. Xin chúc mừng bạn Tiến Nhung, bạn đã ghi được một điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Có bao nhiêu phần trăm số phụ nữ được khảo sát tại quận nhất trả lời rằng ghen là một yếu tố không thể thiếu trong tình yêu? 10 giây bắt đầu. Là em đoán khoảng là 50% ạ. 50%. Em nghĩ là 65% ạ. 65%. Và chúng ta kết nhau ở đó.
bạn Quang Trung, bạn thật là xuất sắc. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Bạn đã cũng nhận được một bộ trầm gói của Minh Nhạc trị giá 1 triệu đồng và là người may mắn bước tiến vào vòng bậc thang của chương trình Quyền Năng Super. Lại những người may mắn nhất của vòng 1 đó là bạn Quang Trung. Xin chào bạn. Chào anh. Bạn có thể chào quý vị khán giả của chương trình. Chào quý vị khán giả. Hôm nay thì bạn đến đây thì người trợ giúp của bạn là ai vậy? Ta là bạn Ngọc Nhung ạ. Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về mình. Xin chào anh Minh, xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Ngọc Nhung. Em là người trợ giúp của bạn Quang Trung trong phần chơi này. Bạn là bạn của bạn Quang Trung đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Bạn như thế nào ạ? Dạ bạn học ạ. Chứ không phải bạn gái ạ? À? Dạ không. Bạn đang học cũng ở trường sân khấu điện ảnh à? Dạ không, là bạn học trước kia thôi ạ. À, học trước kia? Dạ. Học phổ thông đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn. Bạn đến với bậc thang đầu tiên của chương trình. Biên độ là 40%. Bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận nhất trả lời nếu phải sống trên quang đảo, họ mang theo một máy tính kết nối Internet chứ không phải là mì gói? Mời bạn. Bạn nghĩ sao ạ? Em nghĩ là khoảng là 30 cho đến 70%. 30 đến 70? Dạ. Tại sao bạn chọn vậy? Nếu như bạn là người lạc trên quang đảo thì bạn chọn một là mì gói hay là một cái máy tính? Dạ thưa anh, là nếu mà chúng ta lạc trên cái một cái quang đảo thì chúng ta cần phải liên lạc với ngoài để cứu mình ra khỏi cái quang đảo đó. Nên bạn chọn? Nên em chọn là máy tính ạ. Ồ. Còn khán giả trường quay nghĩ như thế nào nha, mời bạn. Khán giả sẽ chọn mì gói hay là máy tính? Và khán giả đã chọn là 29%. Thế còn người trợ giúp nghĩ sao ạ? À? Xin mời ạ. Theo em thì em nghĩ là từ 20 đến 60% ạ. Từ mấy ạ? 20 đến 60 ạ. 20 đến 60. Tại sao bạn không chọn là từ 50 đến 90? Em nghĩ là tuy là thời đại chúng ta là máy tính rất là thịnh hành nhưng mà cũng có một số người không biết máy tính nên em nghĩ là cái sự khảo sát đó sẽ có một số người không chọn nên em chỉ là 50-50 thôi ạ. Bạn nên nhớ một điều là nếu như bạn không rành với máy tính và bạn sống trên quang đảo mà bạn không liên lạc được với đất liền, bạn không có mì gói, bạn sẽ chết. Bao nhiêu à? Cao lên à? 50 đến 90 đúng không ạ? Thấp thôi hả? Bao nhiêu ạ? 20 đến 60. Thấp quá không? Chú cảm thấy hơi thấp quá. Không có là bạn, không có bản đồ. Bây giờ mình có nói là mình giữa quang đảo người ta cũng đâu có biết là ở đâu đâu. Nhưng mà có mì gói có thể sống và tìm cách trở về được đúng không? Wow, hay đó. Thế mà Quang Trung, bạn nghĩ sao? Bạn là người chọn quyết định cuối cùng. Thấp thôi à. Nếu mà học thì tỏ chọn từ 25 đến 65. Có thể là em theo qua quyết định của bạn, em chọn 25 đến 65 ạ. Nếu bạn chắc chắn thì bạn kéo phần xuống ạ. Và bạn đã chọn là 25 đến 65. Còn khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé? Xin mời. Có nằm vào khoảng này không ạ? À? Bao nhiêu ạ? À? Lên. Bao nhiêu đây? Lên. Và xuống rồi. Và 37%. Xin chúc mừng bạn Quang Trung. Bạn đã bước qua nấc thang đầu tiên khá dễ dàng. Chúng ta cùng nhau đến với nấc thang kế tiếp. Nấc thang thứ hai như sau. Có bao nhiêu phần trăm số nam giới được khảo sát tại quận nhất trả lời rằng họ muốn trở thành James Bond chứ không phải là David Beckham? James Bond là một nhân vật trong bộ phim Điệp viên 007. Nói chung là nhân cái nhân vật này á
này chắc cũng có nhiều người cũng biết Jambon, nhưng mà em nghĩ cái này cũng khoảng 50-50 thôi. Người chơi giúp sao? Sao ạ? Nhung nghĩ là từ 35-65. 35-65 khoảng giữa. Còn khán giả trường quay nghĩ gì nhé? Xin mời. Khán giả chọn là 43%. Nếu như bạn sẽ muốn trở thành là một người nào giữa hai nhân vật đó? Nếu em được chọn thì em sẽ, bởi vì em đi bên điện ảnh nên em sẽ chọn nổi tiếng như Jambon hơn. Ồ. Và em biết đá banh không? Dạ em thích xem thôi chứ không biết đá. Coi chứ không biết đá. Dạ tại vì em thì thuận chân trái, nhưng mà thiên trái đá banh thì không tốt. Vậy bữa nào tôi sẽ dạy cho bạn thuận chân trái, chân phải và đá banh nha. Bởi vì tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ nghệ sĩ, tôi đá ở hàng lượm banh. Thế còn người giúp được một lần nữa đi ạ. Dạ nhiều? Em thấy là từ 25-65 ạ. 25-65 hả? 35-65. Em nghe theo quyết định của bạn một lần nữa, chọn 35-65. Bạn cũng nhanh quá. Bạn nhanh quá nhưng mà không sao, bạn đã chọn từ 35-65. Còn đáp án của chúng tôi sẽ là bao nhiêu đây? Có nằm dùng hẳn đó hay không? Bạn nghĩ lên là xuống à? Xuống à? Xuống hả? Xuống hay lên đây? Lên à? Lên không? Ba. Xuống. Hả? Không đáp. Cảm giác của bạn lúc này như thế nào? Em rất là vui à. Chúng ta đến với nhé. Dạ. Thứ hai kế tiếp như sau. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận nhất trả lời họ thường đến các câu lạc bộ khiêu vũ mỗi tuần? Bạn có biết nhảy khiêu vũ không? Em có biết rồi, nhưng mà dạy không có được chuyên cho em cho ấy à. Tại vì trong trường em có cái môn học là có khiêu vũ à. Dạ. Thì bạn đã biết điều gì rồi ạ? Tango chưa cha? Dạ em đang học nhảy tango ạ. Ồ. Bạn có thể nhảy thử được không? Để hẹn anh Minh hôm nào đi ạ. Hôm nay có một người rồi để mà mình nhảy chung đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và chắc chắn là người đó không phải là tôi, bởi vì tôi nhảy là sẽ dẫm lên trên bạn. Để coi khán giả trường quay nghĩ gì với bạn nhé. Xin mời. Và 25% là cao nhất. Thế còn người trợ giúp bạn? Dạ em thì em nghĩ là khoảng từ 25 tới 45 ạ. 25-45 hả? Chỉ còn 20% thôi. 25-45. Bạn nghĩ là ít gì à? Nghĩ là thường thì những người ở quận khác là những người có công việc ổn định và khá giả, cho nên thường nếu mà có thì họ sẽ đến quán bar hay là vũ trường hay cái gì đó khác hơn là câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người hơi trầm tính một chút. Còn nếu như bản thân bạn thì bạn có thích khiêu vũ không? Hay dạ, là bạn chỉ thích nhạc disco, nhạc nhảy, con rap, hip hop thôi? Dạ không, bản thân em thì em lại thích khiêu vũ hả? Vậy hả? Bạn biết nhảy chưa? Dạ chưa, cũng đang dự định đi học ạ. Có gì rủ bạn chung cùng nhảy cho nó có đôi có cặp á. Còn bạn chung nghĩ sao ạ? Em cũng nghĩ là hiện giờ thì cũng có rất là nhiều lớp học khiêu vũ, nhưng mà cái số phần trăm mà để đi đến những câu lạc bộ khiêu vũ hàng tuần thì nó cũng rất là hiếm, nên em chọn từ 25-45. Bạn đang có giải thưởng đó là 100.000 đồng. Nếu như bạn vượt qua được câu hỏi này thì bạn sẽ có giải thưởng là một chiếc mua điện thoại di động tại thống tiền Việt Nam A trị giá 1.000.000 đồng. Còn nếu bạn không chắc chắn thì bạn có thể dừng cuộc chơi. Em chơi tiếp à? Là bao nhiêu à? 25. 25-45. Dạ. Chắc không? Chắc. Khán giả nghĩ sao à? Bạn tự tin thì bạn kéo tần xuống, còn không thì bạn có thể dừng cuộc chơi. Em chọn 25-45 à? 25-45, mời bạn kéo tần. Còn đáp án của chúng tôi sẽ là
Dạ anh ạ. Bạn có cái nickname rất là lạ, tên Phương Hoa. Tôi cứ đón hoài không hiểu là cái tên gì đây. Thịnh Hương Quảng hay là Thính Hương gì đó. Cái này là tôi đặt theo cái tên của tôi, vợ tôi rồi đến con trai của tôi đầu lòng. Ủa, tôi. Vậy hả? Dạ vâng. Vậy vậy, tên Thịnh là tên anh. Dạ vâng. Tên Hương là tên vợ anh. Dạ. Và tên Quân Cao Quân. Là Quân à, Quân à. Quân là tên con anh. Dạ, con trai của tôi. Ồ, vậy xin chúc mừng bạn, cái nickname rất dễ thương. Cả gia đình đầm ấm cho một cái nickname của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chào bạn Quỳnh Chí Cường. Bạn đang là một ca sĩ rất được khán giả yêu thích. Đặc biệt là cái quyết định nặng nề nhất của bạn, bạn ghi trong này là bạn ra mắt album Volume 1. Tại sao bạn cho là ca sĩ mà ra mắt album là những gì đó nặng nề nhất? Dạ, tại vì theo em nó là một ca sĩ mà đối với phương diện là em tự lập hết một phần, cũng chẳng có quản lý mà cũng chẳng có gì, nói chung là tự mình. Album này em đã phủ khoảng 2 năm trời rồi, nhưng mà đến trung tuần tháng 11 này em mới cho phát hành được. Wow, xin chúc mừng bạn. Chúc cho bạn được khán giả yêu thích qua cái album Volume 1 này. Và chúng ta cùng nhau đến với vòng 1 của Quyền Năng Số 10. Có bao nhiêu phần trăm số nam thanh niên được khảo sát tại quận 2 trả lời rằng họ bị mắc cỡ khi lần đầu tiên tiếp xúc với ba mẹ của người yêu? 10 giây bắt đầu. Tôi đoán khoảng cứ 55%. 55%, còn bạn Quỳnh Chí Cường à? Em đoán khoảng 40%. 40%. Và chúng ta đã hết giờ. Bạn Thịnh, lần đầu tiên bạn gặp ba mẹ của người yêu mình, bây giờ là vợ của mình rồi đó, thì bạn cảm giác của bạn như thế nào? Tôi cũng rất là hồi hộp anh ạ. Và nói chung là không biết cách nói chuyện làm sao để mà cho nó trôi chảy. Và lúc đó thì bạn giải quyết cái chuyện đó như thế nào? Thì nói chung vợ tôi thì được cái là cũng khéo ăn nói, thành ra cũng có đỡ lời chúng tôi. À, chính vì vậy mà anh mới yêu đúng không ạ? Thế còn bạn Chí Cường ạ? Dạ, thì em nghĩ thay vì nếu mà đã chuẩn bị làm một chung một gia đình rồi thì trước tiên thì chắc cũng đã có tìm hiểu nhau rồi nên cũng không mấy gì mắc cỡ lắm nha. Còn đáp án của chúng tôi tại quận 2 sẽ là... Và bao nhiêu đây ạ? Bạn Thịnh nghĩ là lên hay xuống ạ? Nghĩ là lên, còn bạn Cường chắc chắn là nghĩ là xuống đúng không ạ? Và nó đang xuống và đang lên 37%. 38%. Chúc mừng bạn Chí Cường rất nhiều, bạn đã ghi được một điểm đầu tiên. Mời các bạn đến với câu hỏi số 2. Bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát tại quận 2 trả lời họ thường cân để biết trọng lượng cơ thể mình? 10 giây bắt đầu. Bao nhiêu ạ? 30% ạ. 30%. 35%. Mấy ạ? 35%. 35%. Và hết thời gian 10 giây. Bạn Chí Cường có bao giờ cân không? Tôi nghĩ là nó là một bác sĩ thì chắc chắn là lo lắng về ngoại hình của mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là khoảng một tuần thì em sẽ cân về cái cân nặng của mình và nói chung là ăn uống và cái chế độ nữa. Chế độ hết? Dạ. Thường thì bạn đang tập thể dục nhiều không? Dạ nói chung thường thì buổi sáng em chạy bộ xong rồi tới buổi trưa em đi tập thể hình vậy thôi. Tập thể hình? Dạ. Wow, bạn tập được, bạn kinh được bao nhiêu ký rồi? Dạ khoảng 50-60 ký. 50 ký? Dạ. Chúc mừng bạn nha. Có một ngày nào đó bạn đến với chương trình nữa và bạn gain được tạ khoảng 1 tạ 5 ký là bạn gain được tôi rồi đó. Dạ. Thế còn bạn Thành, bạn nghĩ sao ạ? Tôi thì tôi rất là thường xuyên cân, nhưng mà theo những câu hỏi khảo sát thì tôi đánh giá là có thể khả năng cái số người mà thường xuyên cân thì ít hơn. Còn đáp án của chúng ta sẽ là... Hiện nay bạn Chí Cường đang có một điểm đầu tiên. Còn bạn Thịnh sẽ là bao nhiêu đây? Có ghi thêm một điểm hay là sang bằng số ạ? Một một ạ. Bao nhiêu ạ? Lên là xuống. Xuống hay lên? Và một điểm chính xác khá cao.